Vô đây thọ tiếng Sài Gòn chứ không có nói tiếng Quảng Ngãi. Ê, con mở ra nè. Tự đi, tự lên máy bay luôn hả con? Đâu có hai em mới dẫn vô nè. Có hai đứa nó dẫn à. Cô vô đi ra con mẹ. Rồi cái bánh cái máy bay cái bánh xe nó thay chưa? Nó quà nó chắc thao quá, nó mòn chắc hơi lặn nó mòn hả chứ. Anh đón mẹ tính đi anh. Đón mẹ tính 3 phút rồi. Ây da trời ơi. Đi mẹ. Chạy vô đây luôn, chạy xe vô nhà luôn. Rồi đó đi vô đoàn, chạy xe vô nhà luôn. Mẹ tính chào khán giả đi. Tính chào mọi người, mà tính tới Sài Gòn rồi nè. Mẹ tính tới Sài Gòn rồi. Nè bạn đồ nổi dữ trời. Con nói lại bắt dậy luôn á. Nè bạn đồ nổi vậy. Quả nấu này. Gì mà vô Sài Gòn mà bạn có xanh lá luôn trời. Rồi bạn cái nắng ở trong đây nó nóng muốn chết luôn mà. Rồi quả nó lạnh sóng ra đi, nó lạnh con ơi. Bây giờ về không còn mấy người đáng không, gì mà. Mọi người đi tiếp đây, đoàn phim. Bối cảnh đoàn phim nè. Thôi trời ơi, lắm mày. Mày ra ố mấy lần luôn nè. Ố mấy lần luôn à. Trời. Nay mày về mà đi xe ông ba, quay xe gì đó, xe mướn xe ôm đi hết hả con? Xe ôm ở đây đâu có xe ôm, trong Sài Gòn giờ ta đi xe hơi không mẹ? Đi xe hơi với máy bay, con mới mua chiếc máy bay 13 tỷ kìa. Thiệt, chiếc này cho đi con chạc mà. Đi vào xe trong đó luôn rồi. Chị Thanh, kìa chị Thanh kìa. Mày cái mà. Ôi mệt quá. Kiều lấy cho mẹ chơi nước với Kiều. Con nói cho mẹ chai nước đi. Để cho bạn ai tao mà hiểu mẹ hả? Nó mày đi kêu chị kêu chị kêu về. Nè, để cơm cho mẹ nè. Để cơm cho mẹ sẵn rồi. À cho em. Từ từ chị, để vô chào đồng phim cái. Ôi đồng phim ở đâu nè đó. Hôm nay là mẹ. Từ từ không má, để vô cho bọn người chào. Cái nhân vật này để giới thiệu mẹ sao? À thôi đâu đúng rồi, thôi ngầu nghỉ chút ha. Người yêu của mẹ rồi, mẹ ơi, mẹ người. Ê da cha. Mày ơi mẹ, ó mấy lần rồi. Ủa ba lần. Nói ba lần. Vô đây thọ tiếng Sài Gòn chứ không có nói tiếng Quảng Ngãi. Con mở ra nè. Tự đi, tự lên máy bay luôn hả con? Đâu có hai em mới dẫn vô nè. Có hai đứa nó dẫn à. Cô vô đi ra con mẹ. Rồi cái máy bay cái bánh xe nó thay chưa? Nó quà nó chắc thao quá, nó mòn chắc hơi lặn nó mòn hả chứ. Mày kia. Nó mày thiệt á. Đây. Mệt quá, ngồi nghỉ xíu đi đã. Ủa quá đi, ấy đi rồi con lấy cơm cho ăn nha. Anh vô đây rồi ăn cơm con, ăn tỉnh hồn tỉnh gì. Đó, mày gặp chị ta người quen không mà. Đừng quen không mà. Đúng rồi. Ghé luôn em, rồi mày đem. Đó, mày đem chả với lại gì, bánh gì không biết có thì mày đem nấy. Đây nè, cái túi Chanel của mẹ nè. Nè, cầm vô đây, con cầm vô đi vô trang đi. Đi 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 vẫn con. Thôi đi. Quay. Nè, mày cầm vô mẹ biếu mấy cô đi, mày đem cái gì vậy? Đem chả, đem kẹo bánh gì không? Trời, mày đem cái kẹo gì vậy? Trời ơi, thôi đi vô nè. Mẹ đem vô quà cho nhân viên đi, này nè mẹ. Đây này nè. Quà đâu? Vô đây mới là đoàn phim. Quà giả hả? Trái ca đây đường nồn nè đó. Đi vô đi. Đây. Mấy đứa kia đây không? Đâu đó, cơm, em bày cơm ra cho mọi người. Đi rồi chị, mọi anh Cương một hồi mới về, anh Cương nói kêu hồi về anh quay sao. Dạ, ừ. Bé đó ở bên mất cúp. Quay nè, đang phim là cái bối cảnh nhà đây nè. Ừ. Này giống với quê mở, giống nhà mình mở. Này giống y nhà mình thôi. Này xích cho. Này mày cầm cái đó đi. Yeah, trời ơi, đó. Đạo diễn nè, anh nè, đạo diễn. Con. À, chào mẹ tính. Tôi nói thật đừng ngại cô nghe. Dạ. Nói chật là mình nói lại. Ủa ghê luôn á. Ủa mẹ tính biết con này con gì không? Con như giống con cúc á. Ở người quê có không? Có. Mấy này làm món gì ngon? Thầu tàu nó không có làm. Không có làm hả? Không làm, bác nó thỏa chứ không có làm. Bởi vậy thằng quỷ kia nãy nó nói là nhổ lông liền, cái nó gô ti cho ăn, nó nói nay mùng 1, không có con, được. Con này nó chung vô bụi á. Vậy cái người mà là đò làm ăn thịt á, cái người đó không có tội, cái người mà bét mới tội. Ủa vậy là hồi thả hả? Không á, thả đi. Thả đi để tạo con. Vậy thả hả? Mẹ, thả mẹ, đâu được, mẹ, tính. Mẹ kêu gọi mọi người ủng hộ bé Nam Vlog. Đây hả? Dạ. Mọi người ủng hộ cho bé Nam Vlog nha. Cảm ơn mẹ tính. Rồi bây giờ là bé Nam nghe theo lời mẹ tính. Con
Đây bé bông nó cúp nó kìa. Ai, mày thấy đàn phim không? Đang... Ai con, con đỡ. Cái gì con? Bạn này sẽ mặt mẹ đẹp. Quay lòng nè. Ờ à, đúng rồi, thao táo đây, vừa mạnh cho quay như trăng rồi. Chiều nay đánh son. Son phấn cái này là phải dán lông mi đó nha mẹ. Thôi giống gió kìa cha nó dạy cũng được không? Kìa cha nó miếng sâu dạy làm vậy. Rồi đây. Đây giới thiệu với mẹ đây là đoạn phim, đây là phục trang nè. Chị này chưa Quảng Nghĩa nè. À, dạ không con à. Mẹ nói tiếng Quảng Nghĩa được nè. Mẹ, nghe đây. Không biết nó quay mất đầu. Quay mất đầu. Chú Hùng phải không? Chú yeah, chú ba Tấn Hoàng chứ Hùng đâu mà Hùng. Đó đó ba. Mẹ. Ba kêu mẹ vô là ba cua mẹ đó. Con nghe hồi cái trăm nó bữa nay có mẹ đóng nữa. Tôi để mẹ mà lên cho tôi coi sao. Nó ngồi bới rung mới đi quíu. À đâu dẫn 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 mẹ ra đây luôn nè. Ba ra đây luôn đi ba. Mẹ có quà quê tặng tặng cho diễn viên. À diễn viên gặp nay dài thôi chứ không. Ai qua đây nè mẹ. Ôi trời. Ờ mới lên tới luôn hả? Dạ. Ố he lặng. Đi máy bay ố he lặng. Đây nó ố quá tròn quá đắt à con. À. Má đây là má Thanh Hằng nè. Rồi. Trời ơi, thấy chị trẻ quà chị không dài ý. Dạ. Không thấy dài gì trời. Nè quà của mẹ đó mẹ tặng cho em, mẹ tặng nè. Thôi bây giờ quà đem chung vô rồi không biết bại giờ mà. Mấy giờ tới luôn. À thôi chiều ăn đi chứ không biết mẹ đem cái gì mới quan trọng. Kệ. Dạ con cho xe đi trước mà. Trời mô Phật đi bánh quy. Con ra hốt đi không có biết cái gì. Không đẹp. Trời ơi cái kiểu gì vậy? Hốt đi chứ đâu. Cái gì mà... đâu. Không có. Nhà bán tập quá 1k. Đem hết, gom hết. Mà kêu tao hốt đi đợi xóa. Mô Phật cái bánh này nó mới rõ nè, bánh yên. Thôi nè mẹ gọi cho má Hằng đi. Thôi gọi má Hằng uống rồi à quay nha. Má Hằng sắm chân tình của người má Hằng uống rồi. Má chiều anh em mình ăn quà của cô. Cái này ngon nè. Này gì được trả nè mẹ. Trả rồi. Chiều anh em mình ăn. Ê thôi kìa anh trong bánh khẩu. Má trả là chiều nay là số giáp luôn. Chiều nay là cắt ra để là quay Tết rồi ăn luôn nè. Quá hợp lý luôn á má. Bánh này ở dưới quê mới có nè. Thiệt. Ở trên Sài Gòn cũng có nhưng mà ở Sài mà bác chị kia để cái mua cái bánh con ngon mà thâu đi mắc hồng bắt vé đi trời. Chị đóng mấy phân đoạn con. Dạ má đóng ai ba phân đoạn gì đó. Mà không biết đáng được không mà viết cái kịch bản ra từ giấy. Đụng ai con. Dạ đụng hết cả tất cả mọi người luôn. Lần đầu tiên đóng phim mà đáng như là tất cả gần diễn viên kỳ cựu luôn là khoái lắm. Kêu là chuyến này vô được tập diễn viên. Đạt xong nó quay miếng này sợ quá nó quay như trăng này. Mẹ tính có kênh YouTube luôn á má Hằng. 50.000 được sắp rồi đó. Trời ơi. Hơn con luôn hả? Chá không vẫn chưa nhưng mà ý là mới làm mà dài là cũng ngon rồi. Mà sao ổn đà không thấy ủng hộ gì trơn á. Ủng hộ gì mẹ? Ủng hộ mẹ đăng ký không thấy gì trơn. À không thấy em đăng ký ủng hộ mẹ hả? Không, mẹ vô mẹ nghỉ ngơi đi. Vô. Đi, đi chị Hằng vô ăn cơm. Đi vô ăn cơm đi, đi vô ăn cơm với tụi em đi. Má ăn cơm chưa? Má ăn cơm rồi. Đó, mẹ đem mất kiến nó bị lằn ngay đây nè. Chị không có thấy dòi vậy trơn, thấy dòi miết ra nè. Ủa kìa, tao đi ra ăn cơm. Đây. Hồi nãy biết cảnh thằng phim rồi đó, hồi nãy ói mấy lần rồi. Trời ói hơi ba lần. Đi về rồi ở quê rồi bò rồi sao? Gãi gãi rồi hôm qua mẹ đi cắt cỏ rồi đi phun thuốc ruộng. Là dắt bò qua nhà người ta gửi luôn. Không, ở nhà đó chứ mà gửi nó tới nó cho ăn. Bữa nay ốm quá nha. Tao sợ ốm luôn á. Đi đón phim á, biết kịch bản là từ giấy hạt. Bữa giờ 10 ngày rồi ốm luôn, hạt biết không, không thuộc. Đêm mới đặng đêm từ giấy là ha. Đêm từ giấy đã ha, đừng đặng. Tao ra ăn cơm ra rồi nữa nè. Tao ra đem vô đây là chiều một hồi nữa ra cho mọi người ăn. Của má anh. Mẹ em. Ủa vậy hả? Mẹ biết em không? Không. Anh Long Nhật. Trời bữa nay mới biết mà. Má đây hả? Dạ mẹ quay quê mới vô chiều nay đánh ghe mẹ tính. À. Trời ơi bà già khỏe nha. Đi máy bay ối ba lần. Ối ba lần luôn. Đi ra ăn cơm rau bên kia hả con? Dạ, thôi đi ra ăn cơm. Đi ra ngoài đây ăn con. Im im mẹ. Ở đâu? Im im mẹ, quay. Cái trò vô đẳng là sao sự vậy mà làm sao nấu con chắc. Chạy. Thào quá. Ở chạy lại đi. Chạy sao la dữ vậy? Đừng có nói. Trời. Im đừng có nói. Nói nấu Phật.
Thôi đi ra đi, mẹ ra chỗ ăn cơm đi. Vô. À đi đi ra ăn cơm nữa. À quên. Thôi kệ đó con. Kệ nó đây, đi biếu đi ra ăn cơm con. Cái gì đây vô không? Để mẹ tính ra ăn cơm với mình. Thôi quý vị nha. Mình đã thôi mẹ tính ăn cơm. Mình đã đóng mình thành công rồi. Rồi thôi mẹ ra ăn cơm đi con ra liền. Thôi ra mẹ ăn cơm.